Xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị cái lô linh sam siêu bông. Cây này có cốt cành sẵn hết nha anh chị. Nè, em đã ương sống khỏe, cốt cành cũng đều nhóc trơn nè. Này vừa cô chú anh chị về mà vô dây là được hết rồi nha cô chú anh chị. Em sẽ đóng vô cái sọt giữ mấy cái cốt cành cho cô chú anh chị về vô dây ha. Mã số đầu tiên là 355. Này còn một mớ cây nên để rẻ anh chị về chơi luôn. Quanh 14. Quanh 14. Chiều cao 25. Chiều cao 25. Mã số 355. 355 rồi 250.000 bao ship luôn. Em còn mớ cây thôi nha chị. 356. 356. Đó, củ rất là đẹp luôn. Cây đâm chồi sống khỏe hết rồi. Quanh đây là 14. Chiều cao 26. Rồi 250.000 356. Này giảm giá anh chị luôn ha. 357. 357. Quanh 16. Chiều cao 25. Mã số 357. 250.000. 358. Cốt cành là bằng ngón đầu đũa ăn hết trơn của chú chị về là vô dây được hết rồi nha anh chị. Quanh trái là 16. Chiều cao 31. Mã số 358. 358, 250.000. 359. 359. Quanh trái là 19. Chiều cao 25. Mã số 359. Rồi cũng 250.000 thôi anh chị ơi. 360. 360 ha. Anh chị thấy nè, nè, cái cốt cành nó mới lớn lớn cho anh chị vô dây được hết à. Quanh 14. Chiều cao 23. Mã số 360. Rồi 250.000. 361. Quanh 14. Chiều cao 26. Mã số 361. Rồi 200.000 thôi chưa? Để rẻ luôn. 362. 362. Củ rất là quanh to. Quanh đây là 15. Chiều cao 18. Mã số 362. Rồi 250.000. Bao ship cho mình luôn nghe cô chú anh chị. 363. 363. Củ rất là bự luôn. Quanh trái là 18. Chiều cao 20. Mã số 363. Rồi cái này 250.000. 364. Cốt rất là to, chi tay đều hết rồi. Quanh 15. Chiều cao 25. Mã số 364. Rồi 250.000. 365. 365. Quanh 14. Chiều cao 14. Mã số 365. Rồi 200.000. 366. Quanh trái là 14. Chiều cao 24. Mã số 366. Rồi 250.000. 367. Ừ, hoa nó anh chị. Quanh
quanh 14, chiều cao 24, mã số 367, 200.000, 368. Quanh 15, chiều cao 15, mã số 368, 250.000, 369. Quanh 15, chiều cao 26, mã số 369, rồi 250.000, 370. Quanh đây là 17, chiều cao 25, mã số 370, 250.000, 371. Quanh 14, chiều cao 23, mã số 371, 250.000, 147. Cái cổ bự. Quanh 18, chiều cao 28, mã số 147, rồi 350.000, 148. Tổng quanh 24, chiều cao 30, mã số 148, rồi 250.000, 149. Nè, mấy cây có chậu gì thì em sẽ bỏ vô sọt cho quý anh chị ha. Tại mấy cây này vũ bầu rồi đó, những cái này thì em sẽ bỏ vô sọt cho quý anh chị. Còn mấy cây phôi nãy là em ướp giấy nha chị anh chị. Quanh 16, chiều cao 19, rồi cây này cũng 250 đó anh chị ơi, báo ship 149. Như mấy cây này là cây cây này cũng cây chưa có vô chậu nè, mà đâm chồi mạnh vậy đó. 151. Quanh 16, chiều cao 37, mã số 151, rồi 250.000 thôi, để rẻ của chú chị ha. Cây này ốp giấy rồi chú chị, cây nào trong chậu thì em mới bỏ vô sọt ha. 152. Này báo cho anh chị trước luôn, này cũng ớt giấy hết. Cây này cũng khá là đẹp nè anh chị, tàn thiên nhiên đẹp lắm. 152. Tổng quanh là 25, chiều cao 32, mã số 152, 300.000. 153. Cốt rất là to luôn, bề bự luôn. Quanh 22, chiều cao 30, mã số 153, rồi 250.000, 155. Cái này chà bá luôn. Tổng quanh nó là 26, chiều cao 30, mã số 155, rồi cái này 300.000, 156. Dẫn bài luôn. Quanh đó là 23, chiều cao 19, mã số 156, rồi 250.000, 157. Quanh thân cái này là 18, chiều cao 38, mã số 157, rồi 250.000, 159. Cái này cũng vậy, bỏ sọt ha. Quanh 15,
24, mã số 159. Rồi 250 ngàn. Còn mấy cây bầu đất này thì em sẽ bỏ ốp giấy ha anh chị. Mấy cái đọt non này nó có thể gãy nè, tại chưa xử lý chứ, chị cắt về cắt lại làm lại ha. 160. Hai cây liền. Quỳnh thân cho là 16. Chiều cao 28. Cây này dị đẹp lắm anh chị ơi. Làm lại đẹp lắm. Mã số 160. Rồi 250 ngàn. 161. Quanh cái là 14. Chiều cao 21. Mã số 161. Rồi 250 ngàn. 163. Quanh 23. Chiều cao 30. Mã số 163. 250 ngàn. Cây này bự lắm nha. 164. Cũng bố. Quá trời cũ bự. Quành 21. Chiều cao 31. Mã số 164. Rồi cây này 300 ngàn. Dạ em xin kính chào tất cả cô chú anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu giao lưu với cô chú anh chị một số là dụng cụ phục vụ cho cây cảnh nha cô chú anh chị. Đầu tiên là dây nhôm. Dây nhôm là dây nhôm nhà em là dây nhôm đen loại 1. Đó, bao hàng mềm dẻo cho cô chú anh chị luôn. Nó có từ 1 ly cho đến 6 ly, từ 1 ly đến 6 ly ha. Ha, bao mềm dẻo luôn nha cô chú anh chị. Hàng chất lượng đàng hoàng ha. Cô chú anh chị nhận hàng cứ kiểm tra thoải mái ha. Đó, này em bán là 150 ngàn một ký. Em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Đó. Từ 1 ly đó, cho đến 6 ly. Đây loại bự đây. Đó, cây mềm dẻo luôn. Từ 1 ly đến 5 ly, giá là 150 ngàn một ký. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Dạ tiếp theo em xin giao lưu với cô chú anh chị là lưỡi cưa tớp. Một cây cưa tớp nha anh chị, một bộ. Đó. Cưa tớp là gồm cán, lưỡi và một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đây. Đó. Trọn bộ của nó ha. Mấy cưa hàng cưa này em bao bán ha cô chú anh chị, về mở ra cứ cưa thử ra. Bán thì nhận hàng giúp em nha cô chú anh chị. Giá một bộ này là 120 ngàn. 120 ngàn bao ship cho mình luôn ha. Cưa tớp nhiều vụ để cưa mấy nhánh bự đó cô chú anh chị. Đó, 120 ngàn một cây. Đó, cưa tớp ha, gồm một bộ thế này nha cô chú anh chị. Đó, 120 ngàn một cây em bao ship. Cô chú anh chị giờ nhận hàng có thể mở ra cưa thử cái nhánh nào đó ha, thấy bán thì nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là lưỡi cưa tớp. Cái lưỡi này á là trong một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đó, trong cái hộp như thế này em mới tháo một cái lưỡi ra cho cô chú anh chị xem đó. À, một lưỡi như thế này là 80 ngàn em bao ship. À, cô chú anh chị mua thêm cái gì nữa nghe cô chú, tại vì nếu mà mua một lưỡi này không em ship thì tiền ship nó cũng bằng tiền là ấy luôn thì cô chú anh chị ơi ha. À, rồi tiếp theo là một lưỡi như thế này là 80 ngàn cô chú anh chị. Giả bộ như cô chú anh chị ở nhà có cái cưa này rồi nhưng mà cái lưỡi cô chú anh chị mà nó bị lục rồi đó, cô chú anh chị cần thay thế á, thì em bán lưỡi 80 ngàn em bao ship một cái lưỡi nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là cái kìm cắt kẽm. Kìm cắt kẽm hàng này là hàng của Nhật nghe cô chú anh chị, em bao sắc bén cho cô chú anh chị luôn, mở ra cắt dây nhôm mà không bén thì trả lại cho em ha. Này cắt dây nhôm là tuyệt vời luôn, tỉa cành cũng được luôn đó nghe cô chú anh chị. Đó, tỉa mấy nhánh nhỏ trong cái nách á, em sử dụng cái này để em uống cây cắt kẽm á, để sẵn là kẽ luôn cũng được, rất là ok ha, gọi là sắc bén ha. Hàng này hàng của Nhật nghe cô chú anh chị. À, cây này thì giá là 150 ngàn một cây, em bao ship cho mình. À, rồi tiếp theo là hàng mới về, loại mới nè cô chú về, lâu lâu mới về được nè ha cô chú chị. Hàng này là hàng của Nhật nha, là sản xuất cho để sử dụng cho mình để dán cắt đầu của cái các cây á, mặt cắt của các cây á. Đó, sử dụng cô chú sử dụng mà giấy nhôm á, đó cái này là loại là keo nhôm, đó nó có một lớp keo ở bên dưới đây. Đó cô chú anh chị để dán lên cái mặt cắt của cái cây mình mà mình đè lên đó. Đó. Đó, mình tha keo xong mình dán lên ha cô chú anh chị. Đó, nó sẽ mau kéo liền sẹo lại cho mình.
keo nhôm ha. Đội này hàng mới về luôn của Nhật luôn nha cô chú anh chị. Hàng này xài rất là ok nè. Đó, lâu lâu mới về được một lô như thế này nha cô chú anh chị. Rất là dày nha anh chị. Nè, nó cuộn nó cũng dày lắm ha. Chú chưa xài một cuộn này xài cũng rất là nhiều cây cho rất là nhiều cây của mình đó. Cõi cần lấy giấy nhôm ha. Này có keo mà nó mạ nhôm ở trên này cho rồi làm dán lên vô ha cô chú anh chị. Dán vô là dính, dán vô là dính nha. Đó, cái cuộn như thế này thì là 70.000, cũng bao ship cho mình luôn ha. 70.000 một cuộn. Cuộn như thế này 70.000 nha, mới về hàng mới về nha quý anh chị. Rồi thứ hai là bộ đục. Bộ đục này gồm là 2 4 6 8 cây dưới một cái dùi ha, 8 cây dưới một cây dùi. Đây, cô chú anh chị xem này ha, sắc bén luôn. Hàng đảm bảo sắc bén nha cô chú anh chị. Đó. Ở này em bán đồng giá là 350.000, 390.000 một bộ. Em bao ship tặng nhà cho mình. Giá là 390.000. Đó. Là gồm là 8 cây đục. Đó, bao bén nha, cô chú anh chị về mở hàng ra cứ test thử ha. Gồm 8 cây đục đủ loại hết trơn ha, dưới một cây dùi này là 390.000 một bộ, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, hàng rất là chất lượng nha cô chú anh chị, mở ra cứ xài thử đi, em xài rất là ok. Mấy hàng nào em đã xài rồi em mới bán. Rồi tiếp theo là kéo cắt cành. Kéo cắt cành thì nó có hai màu. Đó. Màu đen và màu đỏ. Đó, trắng đỏ. Cây này thì 120.000 một cây. Em bao ship. 120.000 một cây em bao ship nha cô chú anh chị. Hàng tuyệt vời, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó. Hàng rất là đẹp luôn. Chất lượng lại này em đã xài rồi nha cô chú anh chị. Em bao hàng cho cô anh chị luôn. Về cứ mở ra test thử. À, không bán thì khỏi trả hàng lại cho em ha. Kéo cắt cành là 120.000 một cây. Rồi tiếp theo là kéo tỉa. Kéo tỉa thì nó có hai loại, tỉa dài và tỉa bầu. Đó, hàng này của Nhật không nha anh chị nè. Đó, đảm bảo với anh chị, hàng rất là sắc bén, em đã từng xài rồi hết rồi. Kéo tỉa nó có hai loại ha, kéo tỉa dài và té tỉa bầu. Đó, rất là chất lượng luôn. Kéo tỉa này giá là, kéo tỉa là đồng giá nha quý anh chị, 180.000 một cây em bao ship. Đó, cô chú anh chị nào cứ mở hàng ra xem. Đó, không chất lượng thì cứ trả lại hàng lại cho em ha. Hàng rất là đẹp luôn ha. Đó, rất là bén luôn ha. Hàng này em đã xài rồi em mới giới thiệu cho quý anh chị ha. Tiếp theo là cây cưa xéo. Rồi tiếp theo là cưa lách nha cô chú anh chị. Cưa lách bao hàng sắc bén luôn. Mắt nhìn giờ bằng luôn nè ha. Bao sắc bén luôn nha cô chú anh chị. Cưa này thì giá đây nè. Đó. Em mua lần là mấy trăm cây gì đó về phục vụ của chú anh chị ha. Giá cái loại cưa này chỉ là có 70.000 em bao ship. Mà cô chú anh chị nào mua cùng với cái gì em mới gửi theo nha cô chú anh chị. Bao sắc bén luôn, cô chú anh chị về em cưa đi, không bén nè trả lại em ha. Rồi tiếp theo là bộ cạp. Cạp gồm có hai loại, cạp xéo và cạp tròn. Này là cạp xéo nè nha cô chú anh chị. Cạp xéo là mình cắt cành, cành nhỏ cạp mấy cái đầu rồi ha. Đó, cặp tròn. Đó, cặp xéo cặp tròn. Cặp này thì đồng giá là 350.000 một cây ha. Em bao ship tặng nhà cho mình. Đó, cặp xéo cặp tròn ha cô chú anh chị. Cây rất là chất lượng đẹp luôn. Đó, đây là hàng trong hộp, đây em để dưới đây nè. Đây. Đó. Đó. Hàng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó. Này bao sắc bén ha, cặp xéo cặp tròn. Đồng giá là 350.000 một cây. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, cô chú anh chị nhận hàng cứ mở hàng ra kiểm tra. Đẹp, bén thì cứ nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là siêu kích rễ Trung Quốc nha cô chú anh chị. Đó, hàng của Đài Loan Trung Quốc. Bịch này là nửa ký, 500g. Đó, 500g. Cái này mình pha được với 300 lít nước nè nghe cô chú anh chị. Đó, mình ít ít thì mình muốn cà phê đầy cho 3 lít nước mình ha, 3 đến 5 lít nước. Muốn cà phê đầy á, mình pha 3 đến 5 lít nước để mình tưới gốc. Cái này tưới gốc nha quý anh chị, này rất là mạnh ha, mạnh hơn N3M da tôi nít nhiều nha quý anh chị. Này là mình chỉ phun dưới gốc thôi nha anh chị, mình phun lá non là nó dễ bị vàng lá. Lá già thì được mà lá non này bị vàng lá nha quý anh chị. Đó, loại này rất là mạnh, kích rễ là cực kỳ, áp dụng cho tất cả các loại cây. Thì mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây mà cây phôi mình mới bứng về đó cô chú anh chị. Sử dụng rất là tốt, từng mình có thể tưới 2 lần cho nó ha.
để kích thích ra rễ cho nó. Rồi đối với cây mà thành phẩm, cây mà đã trưởng thành rồi á, cây sống khỏe rồi, mình định kỳ mình tưới lần để mình giúp bù rễ cho cây phát triển tốt nha quý anh chị. Bịch này 500g thì em bán giá là 200.000, em bao ship tận nhà cho cô chú anh chị luôn ha. Cô chú nào, cô anh chị nào cần thì cứ liên hệ.